Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ Sáu, 1 tây tháng 11 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Vé tham dự lễ kỷ niệm World Series tại sân vận động Dodgers đã bán hết. Một ông bị bắt vì nghi đâm chết người thân ở Bellflower. Bắt được nghi can giết một ông ở Montana tưởng bị gấu vồ chết. Vì sao nước Mỹ đổi giờ 2 lần trong năm? 7 nữ du khách Việt bị ép bán dâm ở Malaysia đang được xác minh nhân thân. Nhảy xuống thác Niagara, 3 người chết. Cần Thơ dẫn đầu về lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn. Hơn 70% nam giới tại một khu vực ở Nga chết do liên quan rượu bia. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Vé tham dự lễ kỷ niệm World Series tại sân vận động Dodgers đã bán hết. Theo trang web bán vé, vé cho lễ kỷ niệm World Series sắp tới tại sân vận động Dodgers đã được bán hết. Sự kiện sẽ bao gồm các chương trình giải trí trực tiếp, bao gồm tường thuật diễn hành trên bảng điểm Deutsche Vision, đồ ăn và hàng hóa độc quyền của Dodgers. Người hâm mộ tham dự sự kiện tại sân vận động có thể vào sân bắt đầu từ 9 giờ sáng. Cổng vào cửa sẽ mở cho mọi người vào đậu xe vào lúc 8 giờ 30 sáng. Đối với những người hâm mộ không thể mua vé, Boys in Blue sẽ tham gia diễn hành World Series vào thứ Sáu bắt đầu lúc 11 giờ sáng. Cuộc diễn hành sẽ bắt đầu tại tòa thị chính LA, sau đó rẽ phải vào đường số 1 và đi xuống đại lộ Grand. Sau khi lái xe xuống Grand, đội sẽ rẽ lại vào đường số 5 và kết thúc gần Thư viện Trung tâm LA. Đội Los Angeles Dodgers đã giành chức vô địch World Series lần thứ 8, sau khi đánh bại đội New York Yankees vào tối thứ Tư vừa qua. Một ông bị bắt vì nghi đã đâm chết người thân ở Bellflower. Tin từ Bellflower, California. Hôm thứ Tư 30 tháng 10, theo City News Service, một ông bị bắt vì bị nghi đâm chết người thân ở Bellflower, cảnh sát loan báo. Trước 9 giờ tối thứ Tư, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi tới khu 9600, đường Gros, phía tây đường Bellflower, và thấy một phụ nữ thiệt mạng ở hiện trường. Sở cảnh sát Los Angeles County cho hay, cảnh sát chưa công bố danh tánh nạn nhân. Khi tới nơi, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông là nghi can trong vụ này. Theo cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát phát giác nghi can có quan hệ với nạn nhân. Sau đó, cảnh sát bắt giữ nghi can vì tội giết người. Danh tánh của nghi can, cảnh sát cũng chưa công bố. Cảnh sát xác nhận vụ việc này không còn nghi can nào khác. Bắt được nghi can giết một ông ở Montana tưởng bị gấu vồ chết. Tin từ Gallatin County, Montana. Hôm thứ Tư 30 tháng 10, cảnh sát loan báo theo CBS News, một nghi can bị bắt sau gần 3 tuần người ta phát giác một ông đi cắm trại ở Montana bị sát hại dã man. Nhưng ban đầu người ta cứ tưởng nạn nhân bị gấu vồ chết, nhưng không ngờ lại là án mạng. Sở cảnh sát Gallatin County GCSO cho hay họ nhận diện được nghi can giết ông Dustin Jensen. Cảnh sát không nêu tên nghi can, chỉ cho biết nghi can đang bị câu lưu vì tội không liên quan tới vụ sát hại ông Jensen. Thi thể đầy máu của ông Jensen, 35 tuổi, được bạn ông phát giác trong liều cắm trại vào hôm 12 tháng 10. Nhưng lúc gọi 911, người bạn nói dường như ông bị gấu vồ chết. Tuy nhiên, không lâu sau, giới chức xác định ông Jensen bị người khác sát hại dã man. Theo kết quả giảo nghiệm tử thi, ông Jensen bị chém nhiều nhát, trong đó có nhát trúng sọ. Tuần trước, cảnh sát cho hay họ đang tìm cái rìu lớn, 2 khẩu súng và vài món khác có thể đã bị lấy đi khỏi hiện trường. Hôm thứ Tư, GCSO loan báo, họ vẫn đang điều tra nhưng tin rằng nghi can ra tay một mình và không còn mối nguy hiểm nào cho cộng đồng. Vì sao nước Mỹ đổi giờ 2 lần trong năm? Trước hết, Vinh Channel xin nhắc nhở quý vị, các bác, các cô chú, các anh chị và các em cần lưu ý là bắt đầu vào 2 giờ sáng ngày Chủ nhật 3 tây tháng 11 này, đồng hồ của quý vị sẽ quay ngược về 1 giờ, Tức là nếu quý vị thức dậy 7 giờ sáng đi làm như trước đây, thì nay quý vị sẽ được ngủ thêm 1 tiếng. Nếu quý vị xài điện thoại smartphone hay các thiết bị có kết nối Internet thì không cần chỉnh. Còn lại, quý vị cần phải chỉnh lùi lại 1 tiếng. Ví dụ, 3 giờ sáng sẽ lùi lại thành 2 giờ sáng. Quý vị cũng nên cẩn thận khi lái xe về nhà vào buổi chiều vì trời sẽ tối sớm hơn. Nguyên nhân nào nước Mỹ phải đổi giờ như vậy? Nước Mỹ thực hiện việc đổi giờ 2 lần trong năm là nhằm tận dụng tối đa ánh sáng ban ngày và tiết kiệm năng lượng. Cụ thể là giờ mùa hè DST, Daylight Saving Time. Vào mùa hè, nước Mỹ điều chỉnh giờ để di chuyển 1 giờ từ buổi tối. 2 giờ sáng được chuyển thành 3 giờ sáng để tận dụng ánh sáng ban ngày dài hơn. Điều này giúp giảm nhu cầu sử dụng năng lượng cho chiếu sáng vào buổi tối. DST thường được bắt đầu vào ngày Chủ nhật thứ 2 của tháng 3 hàng năm. Giờ mùa đông ST Standard Time. Vào mùa đông, nước Mỹ quay lại giờ chuẩn bằng cách di chuyển 1 giờ từ buổi sáng, tức 2 giờ sáng được chuyển thành 1 giờ sáng, để có thời gian ánh sáng ban đêm lâu hơn. Điều này giúp thích nghi với việc ánh sáng ban ngày ngắn hơn trong thời tiết mùa đông. ST thường được áp dụng vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng 11 hàng năm. Việc đổi giờ đúng theo giờ quy ước sẽ giúp bạn không bị sai giờ so với những người khác sinh sống tại Mỹ, đảm bảo công việc, sinh hoạt thuận lợi và hướng đến mục tiêu quan trọng, đó là tiết kiệm năng lượng. 7 nữ du khách Việt ép bán dâm ở Malaysia đang được xác minh nhân thân. Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tiến hành xác minh nhân thân để bảo hộ các công dân Việt Nam bị ép bán dâm. Tại họp báo thường kỳ 31 tây tháng 10, trả lời đề nghị cung cấp thông tin và các phương án bảo hộ công dân trong vụ việc giới chức Malaysia thông báo để giải cứu một số công dân Việt Nam bị bóc lột mại dâm ở nước này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã ngay lập tức khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của sở tại để xác minh thông tin này, cũng như thân nhân của công dân Việt Nam có liên quan để từ đó có các biện pháp bảo hộ cần thiết. Qua đây, chúng tôi cũng khuyến cáo công dân Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc cần phải thông qua các công ty có địa chỉ tin cậy ở Việt Nam, đồng thời cũng không nên tin vào việc nhẹ, lương cao mà không có cơ sở. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, các nạn nhân nhập cảnh vào Malaysia với tư cách là du khách nhưng đã bị ép buộc phải bán dâm. Tin báo cho biết, những người phụ nữ này bị giam giữ và đánh đập nếu không phục vụ khách. Nhảy xuống thác Niagara, 3 người đã thiệt mạng. Tin từ Buffalo, New York, theo lực lượng cảnh sát quản lý công viên New York cho biết, trong số 3 người thiệt mạng sau khi nhảy xuống thác Niagara, trong đêm thứ Hai, 28 tháng 10, có 2 đứa trẻ. Cảnh sát có mặt tại khu vực đảo Gros vào khoảng 9 giờ tối thứ Hai. Các nhà điều tra xác định rằng Tri-Anti-min, 33 tuổi, và 2 người con, một bé 9 tuổi và một bé 5 tháng tuổi, leo qua lan can an toàn trên đảo Luna và nhảy xuống thác Niagara. Theo đài WIVB, cảnh sát tin rằng đứa trẻ 9 tuổi đi trước, theo sau là 2 người kia. Trong vụ này có yếu tố cố ý, mặc dù cảnh sát vẫn đang điều tra các tình tiết, cảnh sát cho biết. Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đều bất thành. 3 nạn nhân đã thiệt mạng đều là cư dân sinh sống trong khu vực thác Niagara. Cảnh sát cho biết an ninh công cộng vẫn được bảo đảm và đang nỗ lực tìm hiểu những tình tiết trong khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn. Lúc nào người ta cũng hỏi, chuyện xảy ra có ai thấy, có điều gì bất thường không, hay có điều gì báo trước không? Cảnh sát tiểu bang New York, Jem O. Kalashan cho biết, chúng tôi không thấy có điều gì báo trước cả. Chúng tôi không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy là họ có dấu hiệu nhảy xuống thác. Cảnh sát thu hồi một chiếc xe cùng các dụng cụ cá nhân khác được cho là thuộc về cả 3 nạn nhân. Cần Thơ dẫn đầu về lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn. Tin từ Cần Thơ, Việt Nam. Theo hồ sơ di cư Việt Nam do Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa công bố cho biết, Cần Thơ được ghi nhận xếp đầu danh sách tỉnh, thành có nhiều công dân kết hôn với người ngoại quốc hồi năm ngoái. Ngoài Cần Thơ, trong top 10 tỉnh, thành nêu trên, còn có 5 địa phương khác ở miền Tây, gồm có Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Sóc Trăng. cũng nằm trong số các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan và Nam Hàn cũng như Việt Kiều Mỹ và Trung Quốc nhiều nhất. Trong số hơn 18.200 trường hợp người Việt kết hôn với người ngoại quốc hồi năm ngoái, có 17.300 người lấy chồng Đài Loan. Hồ sơ nêu trên cho biết, tại miền Tây, việc kết hôn với người ngoại quốc được xem là một trong những giải pháp thoát nghèo, tìm việc làm, nhất là với người từng đi làm ở ngoại quốc. Thực tế cho thấy, nhiều người sau thời gian kết hôn đã có tiền gửi về giúp cho gia đình xây dựng, sửa sang nhà cửa, góp vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất cho thân nhân ở quê nhà. Nhiều trường hợp trong số này được cho là kết hôn với người ngoại quốc không phải vì nguyện vọng bản thân, mà là vì sức ép từ gia đình hoặc để báo hiếu cha mẹ. Hơn 70% nam giới tại một khu vực ở Nga tử vong do liên quan đến rượu bia. Các nhà lập pháp vùng Vologda, phía bắc thủ đô Matxcơva, đã đề xuất bán rượu bia mỗi ngày 2 giờ đồng hồ sau khi ghi nhận 71% số ca tử vong ở nam giới tại vùng đều liên quan đến rượu bia. Theo hãng tin Reuters cho biết, thống đốc vùng Vologda, Georgi Filomeno cho biết 71% số ca tử vong ở nam giới trong độ tuổi lao động tại vùng này liên quan đến các bệnh như xơ gan, tim mạch, những căn bệnh hình thành từ tác động tiêu cực của rượu bia. Ông cho biết, chỉ trong một năm, tỷ lệ nghiện rượu ở vùng này đã tăng thêm 30%. Đây là một bức tranh kinh hoàng, ông Filomeno nói trong bài phát biểu dài 8 phút được đăng trên Telegram hôm 30 tháng 10 vừa qua. Để giải quyết tình trạng này, cơ quan lập pháp vùng Vologda đang xem xét dự luật chỉ cho phép các cửa hàng bán rượu từ 12 giờ đến 2 giờ trưa mỗi ngày. Nếu được thông qua, các hạn chế về bán rượu bia sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2025. Một đại biểu tại Duma Quốc gia Hạ viện Nga nói với một hãng truyền thông nước này rằng ông ủng hộ việc hạn chế dần việc bán rượu trên khắp nước Nga. Tuy nhiên, hôm 30 tháng 10, Điện Kremlin cho biết những hạn chế tương tự không được xem xét ở cấp liên bang. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 12 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 5 giờ 57 phút chiều. Trời nhiều mây vào đầu ngày, nhưng sẽ có mây một phần vào cuối ngày. Có khả năng mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao 68 độ F, gió Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 66% và chỉ số UV cho thấy 4/11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 8 giờ 24 phút sáng và trăng lặn vào lúc 6 giờ 31 phút chiều. Một phần đến hầu hết là mây, nhiệt độ thấp 55 độ F, gió hướng Nam Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 78% và chỉ số UV cho thấy 0/11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.